Rồi, tiếp theo ở phần góc này mình sẽ móc một mũi bút. Lên hai bánh tiếp tục móc một mũi bút. Tiếp tục hàng tiếp theo có công thức nữa cho móc lên 4 bánh. Thì móc mỗi cho móc là một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một bánh, sau đó móc một mũi kép đơn. Lặp lại như vậy đến phần góc. Ở phần góc này thì mình sẽ móc một mũi bắp. Tiếp tục lên hai bánh. Rồi sau đó móc lại chân đá một mũi bắp nữa.